Dạ, con bạch sư, câu hỏi từ hành giả Kusana Chita. Dạ, con xin kính bạch sư, người Phật tử tại gia còn hưởng thụ các dục, còn phải làm nhiều phận sự, mỗi ngày vẫn dành 1 đến 2 giờ để hành thiền, thì có thể chứng được các tầng thiền, ly được các dục không ạ? Nếu một để mà chứng được các tầng thiền mà chỉ thực hành 1 đến 2 giờ mình còn xong đó lại đi làm các công việc lại hưởng thụ các dục thì không không thành tựu được nhé. Có cái sự thành tựu đấy là ảo tưởng, không 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 dễ dàng thành tựu được. Nhờ đọc trong cái bài kinh này Đức Phật nói một cái vị thánh đệ tử Mahanam này này, sống Đức Phật cũng nói rõ ràng này, vì ông còn sống ở trong gia đình ông còn hưởng thụ các dục vọng cho nên không đạt được cái pháp do ni dục sinh. Cái pháp do ni dục sinh này thì vị đó phải xa các cái hưởng thụ các cái dục vọng, tức là tránh xa đời sống hưởng thụ các dục vọng. Mà đời sống hưởng thụ các dục vọng là gì? Là thứ nhất là vị đó còn làm nhiều cái công việc, nhiều bổn phận là để còn chạy theo tham dục, và vị đó còn trực tiếp hưởng thụ những cái tham dục đấy. Thì những cái tham sân si này nó còn rất là mạnh, còn những cái cấu uế, những cái triền cái này nó khởi lên rất là mạnh. Vị đó không không chứng được. Nếu như vị đó phải dành gần hết cái thời gian trong ngày đấy cho cái việc hành thiền đấy cơ, thì vị đó mới chứng được cái pháp thiền định. Ngay một vị thánh đệ tử dự niu rồi Đức Phật còn dạy thế, huống chi là một cái người phàm phu này, là cái người thời nay những cái phiền não tham dục sân hận si mê nó quá là lớn. Vị đó có thể dành 1-2 thời thiền, cùng lắm vị đấy có thể vào được đến cận định, thì có một số người đạt được. Nhưng mà để vào được an chỉ định mà vẫn hưởng thụ các dục thì nó cũng mất đi à. Lúc, kể cả cái lúc mình có thể dành ra một cái khoảng thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng, hoặc là một cái khóa thiền 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, thậm chí vị đó có thể dành 10 năm, 20 năm xa lì ở cái đời sống thế gian để chuyên tu, nhập thất chuyên tu, vị đó có thể chứng đắc được các tầng thiền rồi. Nhưng sau đó vị đó mới chỉ chứng đắc được các cái tầng thiền đấy rồi nó lại trở về, lại tiếp tục làm các công việc, rồi lại tiếp tục hưởng thụ các dục, thì những cái tầng thiền đấy nó tiêu tan đi. Chứ đừng nói gì một vị đó chưa hề có đắc định, vị đó còn đang hưởng thụ dục, còn đang làm các phận sự mà vị đó lại chứng được các tầng thiền, thì đó là cái sự nầm tưởng, một cái sự nầm tưởng nguy hiểm, và nên bỏ cái nầm tưởng ấy đi. Hãy nhìn vào cái tâm mình ấy, nó có ni dục không? Nó ni dục thì làm gì còn hưởng thụ các dục nữa. Nếu như vị đó thật sự chứng các tầng thiền, nó ni dục rồi, vị đó sẽ tránh né các dục, vị đó từ bỏ các dục, xa lìa các dục, sống độc cư an tịnh, vì đó mới giữ được cái pháp thanh tịnh đó. Ví dụ như là một cái người, người ta nhảy, người ta đi, người ta đang ở trong một cái vũng bùn hố phân, rồi người ta biết đây là cái hố phân thối, người ta đã đi ra khỏi hố phân, người ta tắm rửa cho nó sạch sẽ rồi, nó thanh tịnh rồi, vì nó lại nhảy vào hố phân tiếp, thì nó lại ô nhiễm trở lại. Cũng như vậy, mình có thể là nhảy ra khỏi cái đời sống dục lạc đấy, mình chứng đắc được các tầng thiền, nó đã thanh tịnh rồi, mình lại nhảy vào mình hưởng thụ dục lạc, thì nó lại cái tâm nó lại ô nhiễm trở lại, thì cái thanh tịnh nó lại mất đi, rồi về đó lại nhảy ra để hưởng thụ, lại tiếp tục hành thiền cho chứng đắc các tầng thiền, thì nó cứ nhảy ra nhảy vào như vậy. Còn cái lúc mà mình đang hưởng thụ các cái dục lạc, đang làm các phận sự, không chứng đắc được ha, chứng đắc là các tầng thiền đâu. Đừng có mê lầm, đừng có ảo tưởng, đừng có bị ngộ nhận. Và ngày nay rất nhiều người đang bị ngộ nhận như vậy, thì cái con đường đấy là nó trở thành tăng thượng mạng, là tà kiến, và con đường này sẽ đi đến đọa xứ ở tương lai đó.